Ôi, chào hai em nha. Đây có phải là Thao Cá Lao Kiến không nha? Dạ. Lao Kiến này mình làm món gì ăn ngon em? Em luộc sả hả? Luộc sả hả? Dạ. Ủa, cái này ăn ngon cho ta? Cá này ăn ngon lắm anh. Ở miền Tây mình là ăn cá này nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, đặc biệt là cái trứng ăn ngon. Trứng ăn ngon hả? Dạ dạ. Hai em có nghe tới cái một chuyện bé Thu ở tiền ở Kiên Giang ăn cá Lao Kiến mà má? Có em có nghe, có coi trên mạng. Mình không sợ sao? Không anh. Cái này em ăn hoài mà đâu có sao đâu, ngon mà. Vậy hả? Cái đó coi chừng bé ăn là coi chừng bé lụm trứng ở ngoài á, nhầm khi mình lụm trứng kia hạt trứng cóc á. Rồi bé ăn rồi bé bị ngộ độc á, chứ cá Lao Kiến này ăn ngon mà, trứng ngon lắm. Ở miền Tây mình là thường xuyên là người dân là dùng cá này quá. Dạ đúng rồi ạ. Này mình bắt hay mình mua mà nhiều dữ vậy? Dạ bắt anh. Ồ quá trời luôn các bạn. Cái này đi ra mình dân lưới á, hoặc là mình hụt than á, nhiều lắm. Cái này mà mình bắt cá này là mình giăng lưới hay là sao? Giăng lưới anh ơi. Giăng lưới hả? Giăng lưới mà dính nhiều vậy hả ta? Dạ. Rồi định làm món gì ăn? Cái này em luộc sả anh ơi. Vậy hả? Nhiều khi á mình nướng cũng ngon lắm. Mình gắp mỡ hành lên nó rất là ngon luôn. Dạ. Qua một chuyện đau lòng của bé Thu ở dưới Tiền Giang thì giờ đây thì chúng ta được hai đứa em gái cũng đang làm cá Lao Kiến để dùng cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị biết thì cá Lao Kiến là một món cá rất là ngon ở miền Tây sông nước của chúng ta, và đặc biệt là dân miền Tây cô chú anh chị là những cô gái như thế này sẽ mần cá Lao Kiến. Ủa, cá Lao Kiến này là mình đã trứng luôn hả? Dạ. Không sợ sao? Người ta nghe nói là ăn trứng cá. Thôi, cái này là em mê trứng này lắm luôn á. Mỗi lần ăn cá này mà có trứng là em rất là thích luôn. Bỏ trứng cũng nhiều, bỏ hết cá luôn ha. Đúng rồi, trứng nó rất là ngon luôn. Và nghe nói là chiên cũng ăn được ha, phải không? Dạ đúng rồi anh, chiên cái da nó giòn lên, ngon lắm. Nghe trứng nè. Các bạn, ta lấy trứng luôn nè. Cái chuyện mà đồn nói bé Thu mà ăn trứng cá luôn là nhiều lúc nhận khi là bé không biết á, bé đi bắt thì nè bé gặp trứng vàng vàng ở ngoài, bé tưởng nó là trứng cá Lao Kiến, rồi bé lụm về bé luộc cá ăn, thì cái đó là bé bị ngộ độc nhận khi trứng cóc hay là trứng gì á, chứ cá Lao Kiến mà trứng cá Lao Kiến ăn rất là ngon. Xưa giờ là nói chung là ai cũng thích ăn á. Lúc đầu mình nghe cái mẫu chuyện đó mình có hoang mang không em? Dạ có chứ, nghe thì cũng hết hồn, nói ủa mà sao đó giờ mình cũng ăn nhiều lắm, mình ăn cá Lao Kiến là mình lựa trứng mình ăn nhiều nhất luôn á, mình đâu có bị gì đâu. Mà nghe bé bị vậy cũng giật mình, cũng hết hồn. Nhưng mà tìm hiểu ra kỹ thì em nghĩ là chắc bé lụm trứng ở ngoài á, rồi lụm nhầm trứng cóc á, về ăn. Thì nghe gia đình của em đó chia sẻ thì thuộc vô hen thì thấy được 4 cái chùm trứng cá Lao Kiến đó, rồi đem về chiên để ăn thì dẫn đến ngộ độc. Em có từng đi bắt cá không? Dạ có. Có từng lấy trứng ở ngoài ăn không? Dạ không. Nếu mà ăn cá, ăn trứng thì em ăn ở trong bụng con cá thôi. Trong bụng con cá thôi ha. Dạ. Còn đó đã săn ra ngoài rồi thì em không có bắt. Em cũng gặp nhiều, đi thì cũng gặp trứng này trứng kia cũng nhiều lắm mà em không có bắt được. Theo em thì trứng nó săn ra ngoài gọi là nó nguy hiểm hả? Đúng không? Em không biết, nhưng mà em nghĩ là nó còn ở trong vậy thì em ăn, còn như nó lọt ra ngoài rồi thì trứng giống trứng thì mình không dám ăn. Nó có thể pha lộn trứng cóc, trứng này trứng kia ha, con này con kia. Có nhiều khi là pha lộn với trứng độc, cho nên là mình dùng cho nên là nó rất nguy hiểm. Cái này là mình có lột da gì không ta? Có, nhiều khi mình nấu tinh chua hoặc mình nấu lẩu á. Vậy được. Nấu lẩu thì mình lột da ra. Cái này lột da muối xả chiên á. Vậy là nấu canh chua được luôn. Muối xả chiên luôn. Mình nấu lẩu nữa, nấu lẩu luôn ngon lắm. Thì đặc biệt hôm nay chúng ta gặp được hai em gái ở miền Tây của chú anh chị rất là xinh đẹp và đang làm cá Lao Kiến. Một hồi nữa thì sẽ mời cô chú anh chị dùng thử cá Lao Kiến miền Tây coi như thế nào nha cô chú anh chị, để mọi người nói rằng dùng cá Lao Kiến sẽ mắc giống như là bé Thu, cho nên là một số doanh nhân buôn bán ở ngoài chợ như là cá Lao Kiến nướng hoặc là cá Lao Kiến chiên gì đó cô chú anh chị thì họ bán rất là chậm. Vì cái lời của gia đình rồi này kia của chú anh chị sẽ làm ảnh hưởng ha. Không có ăn. Không có ăn luôn hả? Ở đây là đặc biệt là người ta sẽ dùng cá Lao Kiến này nhiều hả? Nhiều lắm.
Ủa sao mình lấy phèn trà chi ta? Cho nó sạch nhất. Ờ. Đây nè các bạn, đây một gỗ cá lô kiến luôn nè. Ăn kiến cá này ngon lắm đó các bạn. Ơi, chào bé nha. Ơi con chào bé coi. Ơi mấy gió ơi. À. Ủa ngoài cá lô kiến nghe bọc kêu bọc gì nữa vậy? Cá linh nè. Ờ cá linh hả? Bự vậy? Cái đó mình bắt hả gì? Miền Tây không ít loài cá gì cũng có hả? Siệt hả? Siệt cái dân lưới hả? Trời ơi nhiều dữ vậy. Trời ơi một đống luôn các bạn. Quá xa cá luôn nè. Trứng không hả? Ờ cá bành bành kìa, trứng các bạn. Trứng hả? Quá nhiều cá luôn. Em thấy cái nhỏ á. Đây là cá linh nè. Cá nhỏ. Cá nhỏ hơn rồi. Còn là ha, mình dầm một trái me vô ha là sắc luôn. Ủa sao anh thấy nó giống như cá cóc quá ta? Phân biệt giữa cá linh với cá cóc làm sao ta? Cái này mấy cá cóc cái gì nè. Mấy con cá cóc. Cá cóc bự mà. Cá cóc linh nó bự hơn cá linh. Bự hơn hả? Cá linh này chắc ăn xương hơn cá linh non quá. Đúng rồi. Cá này xương. À. Vậy là mình làm món này là luộc sả nè các bạn. Đó, thì đặc biệt hôm nay thì chúng ta sẽ quay cái dùng những cái cá lô kiến luộc sả cho các bạn xem. Để các bạn sợ xem giống như cá linh. Thì hôm nay thì có hai em bé gái rất là xinh đẹp cũng sẽ làm món cá lô kiến và để ăn cho cô chú anh chị mình xem ha. Và tí nữa thì chúng ta sẽ tặng mắt ăn những cái con cá lô kiến này để cô chú anh chị mình yên tâm vì món cá lô kiến là món đặc biệt ngon của người dân miền Tây sông nước của chú anh chị. Và đặc biệt thì những cô gái như thế này ở miền Tây chúng ta thì rất là thích ăn món cá lô kiến vì cá lô kiến của chú anh chị biết thì bề ngoài nó rất là bộ da nó rất là sầm sù. Nhưng bên trong của chú anh chị, bên trong thì thịt nó rất là dai và ngon. Thì chúng ta ăn nó tương tự như là món thịt gà vậy đó của chú anh chị. Khi mà chúng ta luộc sả và chấm với muối ớt thì là một món ăn ngon hết sảy của miền dân miền Tây luôn của chú anh chị. À. Mình lấy lá luôn hả em? Lá thơm. Lá thơm hả? À. Ấm lòng miền Tây. Đây là buổi chiều của miền Tây nè các bạn. Cá nướng nè. Bên đó thì cá lẩu kiến. Bà ta hỏi khách rồi xã các bạn. Kiếm gì? Cho bà hỏi là thịt cá. Cá này cái gì vậy? Cái này cái nướng ăn mắm me cho chú. Mắm me hả? Ừ. À. Ăn chung với cá lô kiến luôn được không? Cá lô kiến chứ mắm me cũng ngon lắm đó chú. À. Vậy là tí nữa ăn chung với cá lô kiến luôn. À, buổi chiều các bạn, buổi chiều trời mưa lâm râm ở quê có những món cá như thế này. À, cá nướng vàng ẻo luôn. À, bên đây còn một sọt luôn nè. Chú anh chị ơi, thì qua cái sự việc mà làm cá lẩu kiến xong thì giờ đây thì nó luộc chín rồi các bạn. Chín là ăn. Đây rồi, bà dì. Cô đang ăn nè. Nó ngon nè. Nó ngon các bạn. Nó ngạt không á. Chú lạnh á. Cái nó đem gì không? Béo không gì? Ngon rồi. Nhạy đâu chơi. Chú mấy hả? Quá ngon các bạn ơi. Cá lô kiến là đặc sản của miền Tây mà. Dạ. Tại cô nó ăn. Tôi ăn hồi tôi ngon nè. Nè 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 cô, cái này nữa là mình kết hợp với cái này. Trời ơi, chấm muối các bạn. Dạ cô ăn. Nghe nè. Đào bác bộ nè. Bà hỏi gì ạ? Dạ. 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 Ờ, nó ngon nè. Còn cá lô kiến mình ăn ha. Mấy bạn biết ăn cái gì ngon không? Nhất là cái đầu này là đầu là béo nhất. Rất là béo. Đầu là béo nhất. Ai mà thích ăn béo á là sẽ ăn cái đầu.
Còn ai ít ăn lạc thì cha ăn ra cái đuôi nè. Cái chín cái ngọt. Lấy chín cá cho thằng Nguyễn xem. Đây, cá đầu kiến các bạn. Một cái đầu mà béo nhất nè. Đây, cái gì ở đây người ta ăn cá lô kiến ở miền Tây các bạn. Ăn rất là thoải mái nha, ta không có sợ như các bạn nghĩ nha. Có một dĩa muối ớt luôn kìa. Đó, một dĩa muối ớt các bạn. Cá lô kiến kìa. Đó. Đây bên kia trắng muối rồi các bạn. Muối ớt bên kia kìa. Cái đầu nó béo. Đây bên này dĩa cá nướng nãy này coi nha các bạn. À, buổi chiều của miền Tây thì ăn rất là đơn giản như vậy nha. Bào trứng luôn. Cái này là không phải mới dơ nha, tay em rửa rồi nha. Trứng cá các bạn. Trời ơi, trứng cá nó bự kìa. Đó. Nó lấy cục cây ngồi, mấy đâu bạn. Xong rồi, nè, chỗ nước. Đây ngồi lên. Đây là nguyên một gỗ cá lô kiến luôn nha các bạn. Đây là người thật gì thật ăn cá lô kiến nha. Ăn rất là bình thường nha các bạn. Chúng ta thấy em bé Thu ở Kiên Giang dùng cá lô kiến và đã mất mạng của chú anh chị. Đó là những cái do ăn những cái trứng cá ở phía ngoài mới dẫn đến sự việc như vậy. Còn chúng ta ăn những cái cá lô kiến và những cái trứng ở trong con cá như thế này thì rất là bình thường nha các bạn. Không có chuyện gì xảy ra nha. Ma. À, gì đây cầm cá lô kiến lên kìa. Bình thường cái đó không? Bình thường. Ở đây ta ăn là ăn nguyên cổ không các bạn, chứ không phải ăn một con như các bạn nghĩ nha. Dân miền Tây mình sống gì cá lô kiến mà. Sống gì cá lô kiến nha. Giờ mình kết thúc video đây nha các bạn. Đây là người ta ở miền Tây sông nước là ăn cá lô kiến là rất là ngon và rất là bổ dưỡng ha. Giờ buổi chiều thì người ta sẽ ăn như thế này. Cô chú anh chị thấy là ăn cá rất là ngọt luôn ha. Rồi.